có biết là con người mình thì có bao nhiêu dáng người không? Các bạn đã tìm hiểu chưa? Và bình thường thì mình sẽ áp dụng những cái dáng người này vào trong những cái nhân vật của mình như thế nào? Hôm nay thì mình sẽ nói về những cái dáng người cơ bản mà mình đã vẽ nha. Video này thì sẽ dành cho những cái body của những cái nhân vật nữ nha. Mình nghĩ là cái dáng mà đẹp nhất mà các bạn nghĩ đó là dáng đồng hồ cát, đúng không? Và đó cũng là một trong những cái dáng người mà mình rất thường hay vẽ cho các body nữ. Và đây cũng là cái dáng đẹp nhất, hấp dẫn nhất và cũng như là so beautiful honey luôn á. Tuy nhiên thì ngoài cái dáng người đẹp này ra thì còn có rất là nhiều dáng khác nữa, và mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết ở trong video này. Đây không phải là một video về anatomy, cho nên là mình sẽ không đá động nhiều đến phần anatomy nha, mà mình sẽ chỉ nói về riêng cái dáng người thôi. Và đấy là một cái lưu ý nhỏ trong video này. Về cơ bản á, thì theo như mình được biết thì sẽ có tới 5 cái loại dáng người lận. Tuy nhiên thì mình sẽ chỉ sử dụng khoảng 4 cái cho những cái dáng người cơ bản ở trong những bức tranh mình vẽ thôi. Do đó thì mình chỉ giới thiệu 4 thôi ha. Và lần lượt nó sẽ là các dáng người, ví dụ như là dáng tam giác nè, dáng đồng hồ cát, dáng tam giác ngược và dáng cây thước kẻ. Chúng ta sẽ có 3 đường cơ bản để mà xác định một cái dáng người ha. Đầu tiên á, là đường ngang vai, tiếp theo là phần eo và cuối cùng là phần hông. Độ dài rộng của 3 phần này thì sẽ quyết định xem là dáng người của bạn là dáng người gì. Chúng ta có thể áp dụng vào tranh vẽ cũng như là biết được xem là dáng người thực tế của mình nè, bên ngoài nó sẽ là dáng gì luôn nha. Dáng quả lê hay là dáng hình tam giác á, thì nó sẽ là một cái dáng người mà cái phần vai nó sẽ nhỏ hơn cái phần hông, kiểu như là nó là cái đỉnh tam giác các bạn, cho nên là các bạn sẽ thấy là cái phần vai nó sẽ nhỏ hơn. Và cái dáng người này nếu như mà kết hợp với lại một cái phần ngực nhỏ thì sẽ cho mình mỗi cảm giác là khá là đáng yêu kiểu vậy. Thì dáng quả lê cũng là một trong những cái dáng đẹp mà mình thường hay vẽ ha. Có một cái điểm mà cái dáng quả lê đó là do cái phần hông nó to á, cho nên là nó thường hay đi chung với lại cái combo là đùi ếch á, cho nên là thường là vẽ cái đùi nó hơi bị to. Nếu như mà bạn nào mà thích vẽ cái gu mà đùi nhỏ thì cũng có. Tuy nhiên là cái đùi nhỏ mà đi với cái hông to thì nó hơi pheo pheo sao, cho nên là đùi nó đôi khi nào nó cũng phải to để nó cân với lại cái hông á các bạn. Tiếp theo thì sẽ là cái dáng đồng hồ cát. Đây là một cái dáng rất là đẹp, và mình nghĩ là dáng đồng hồ cát là một trong những cái dáng người ao ước của rất là nhiều bạn nữ luôn. Kiểu có ngực, có mông, có eo á các bạn, nó so beautiful. Điểm đặc trưng nhất để nhìn thấy á là phần vai và phần hông nó sẽ gần như là ngang bằng nhau. Cái độ dài ngang vai và ngang hông nó sẽ bằng nhau, và eo sẽ là cái phần nhỏ nhất. Do đó thì các bạn có thể chia cái thân trên và thân dưới ra rất là rõ ràng. Và kiểu như là cái dáng người này thì sẽ bận bộ đồ nào cũng đẹp hết. Thường á là mình sẽ hay vẽ dáng này kết hợp với lại một cái phần ngực nó to, hoặc là nói chung là cái dáng người này là một cái dáng người rất là dễ để mà vẽ trang phục cũng như là phối hợp với lại cơ thể. Và đây cũng là một cái dáng tạo cho nhân vật của mình có một cái sự nữ tính rất là lớn. Hầu hết tất cả character của mình thì đều có những cái body kiểu như thế này. Tiếp theo thì sẽ là một cái dáng gọi là cái dáng quả dâu hay là dáng tam giác ngược. Thì cái dáng này ngược lại với dáng tam giác hay là dáng quả lê á, thì mình sẽ có phần vai nó sẽ rộng hơn phần hông. Thì cái dáng này nó hơi khó dành cho nữ giới, và nếu như mà bạn nữ nào mà có cái dáng này thì nó sẽ không có được đẹp, kiểu như là cảm thấy mình bị đô á. Nhưng mà ngược lại nếu như mà áp dụng qua bên body của nam giới thì nó lại rất là đẹp nha. Bởi vì thân hình của nam á thì người ta luôn thích là vai rộng eo hẹp, sẽ tạo được cái sự mạnh mẽ. Một bờ vai rộng thì nó sẽ vững chãi và trông có vẻ là nó sẽ lực lưỡng hơn rất là nhiều. Thường cái dáng này thì mình cũng ít khi nào mà mình vẽ ở trong cái tranh của mình nha, bởi vì thật sự ra là nó không có đẹp lắm á. Tuy nhiên là những cái bạn nữ như thế này mà mình vẽ theo cái dáng gọi là bận vét á, thì với những cái bạn nữ mà vai ngang và vai có phần đô á thì mang vét rất là đứng form, và vẽ vét thì cũng sẽ rất là đẹp luôn. Thường với những cái bạn nào mà có khuyết điểm về cái phần vai thô như thế này thì các bạn nên mang váy chữ A hoặc là mang những cái váy xòe để nhìn cái ngực của mình nó cân bằng hơn á, và nó sẽ làm cho cái hông của mình có vẻ to ra và các bạn sẽ có được một cái dáng đồng hồ cát phát các kiểu vậy. Thì đó là những gì mình tìm hiểu. Tiếp theo, một cái dáng cuối cùng mà mình thấy là cũng rất là nhiều bạn lựa chọn để mà vẽ, đó là cái dáng thước kẻ hay là cái dáng hình chữ nhật hay dáng chữ Y gì đó. Thì nói chung thì xung đột từ trên xuống dưới, giặt trước giặt sau, không có cái gì rơi xuống hết. Thì đây là một cái dáng người mà mình nghĩ là những bạn nào mà không thích vẽ ngực to cho nhân vật nữ thì các bạn có thể áp dụng cái dáng người này. Đây cũng là một cái dáng khá là phổ biến và mình thấy là nhiều bạn thích vẽ. Bởi vì về cơ bản thì không cần phải vẽ ngực và mông, thì cũng không cần phải vẽ to lắm, nó thẳng được à. Và cái cơ thể này thì thường sẽ dành cho những cái character có thân hình mảnh khảnh, hoặc là những character nào mà kiểu fake nam á các bạn. Một là các bạn sẽ vẽ thành nam tính, còn hai là sẽ vẽ thành cái dạng mảnh khảnh hẳn, trong nó sẽ phù hợp với dạng dáng người như thế này. Đẹp nhất với mình thì vẫn là cái dáng đồng hồ cát và dáng quả lê, thì mình sẽ thấy là vẽ dễ hợp với lại nhiều kiểu trang phục và cũng như là dễ hợp với lại nhiều kiểu character.
khi mà các bạn vẽ những cái dáng người thì cái phần ngực đó, nó cũng sẽ dính đến rất là nhiều đến một cái dáng người của body nữ. Do đó thì mình sẽ có nhiều cái size ngực khác nhau và dành cho những cái tạng người, tạng cơ thể nhân vật khác nhau. Ví dụ như ở đây thì mình cũng minh họa cho một số cỡ để phù hợp với những cái dạng body á các bạn. Đối với mình nha, thì nếu như mà một cái character mà đã vẽ cái dáng thước kẻ mà lại vẽ một cái bộ ngực quá to thì nó sẽ không có phù hợp và nó sẽ cảm thấy rất là nặng nề, giống như là đeo đá lên người với các bạn, cho nên nó không phù hợp. Và thường á thì nếu như mà đã vẽ dáng thước kẻ rồi thì chỉ nên vẽ ngực nhỏ đến cỡ vừa thôi. Còn với những cái dáng khác, ví dụ như là dáng tam giác hoặc là dáng đồng hồ cát á, thì các bạn muốn vẽ size ngực nào các bạn cũng vẽ được. Và thường á thì hai cái dáng người này thì sẽ có cái kích cỡ ngực nó sẽ từ trung bình cho đến to thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, bởi vì nó phô ra được hết tất cả đường cong. Dáng thước kẻ nó sẽ đẹp một cái là cái đùi rất là thon, và khi mà các bạn vẽ thì các bạn lưu ý các bạn vẽ đùi thon thì nó sẽ rất là đẹp và chân rất là dài nha. Số cái thể loại hoặc là có một số người có đặc biệt thì họ sẽ vẽ có những thứ nó sẽ ố về lên quá, ví dụ như đùi rất to hoặc là ngực rất to chẳng hạn. Thì nói chung mà đó là cái fetish của người ta. Tuy nhiên thì mình cần phải cân đối nó với lại cái cơ thể, kiểu như là chúng ta phải nhắm chừng xem là với cái tạng người đó họ có thể nào mà họ đeo lên người một cái bộ ngực mà nó phù hợp với character không á. Bởi vì một bộ ngực lớn nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình mà các bạn thiết kế trang phục cho nhân vật, và cũng như là một cái bộ ngực nó phù hợp thì nó sẽ giúp cho cái trang phục mà bạn vẽ cho nhân vật của mình nó sẽ đẹp hơn, và cũng như là sẽ tạo cho nhân vật mình có nhiều cái góc đẹp á, thì nó cũng sẽ dễ dàng khi mà các bạn vẽ hơn. Ở đây thì những cái hình ảnh hồi nãy thì mình chỉ minh họa thôi nha, cho nên là có thể là nó sẽ không đúng hoàn toàn với lại cái anatomy, nhưng mà mình đang nói về cái minh họa và cái khuôn khổ mỗi kiểu nó tương tự như vậy để mình có thể mình minh họa cho các bạn thôi á. Thì đó là một số những cái dáng người và cũng như là những cái kích cỡ ngực mà mình nghĩ là nó phù hợp. Thật ra là mình cũng muốn nói thêm về phần mông hoặc là phần đùi nữa. Dĩ nhiên khi mà mình vẽ thì mình luôn muốn cái character của mình đẹp nhất, tuy nhiên là nó còn phải phù hợp với lại style và cũng như là một cái định hướng về tính cách nào đó của nhân vật mà mình mong muốn nữa. Nếu như mà tốt hơn, tại vì mình thấy là đó giờ cũng không có ai nói về cái này, mà cái này thì chủ yếu là kiến thức về bên thời trang nhiều hơn, cho nên là mình sẽ nói một chút về nó. Dĩ nhiên thì nó cũng áp dụng được ở trong những cái lĩnh vực nào đó. Thường là các bạn vẽ những character mà gọi là tuổi trẻ thanh xuân thôi đó, chứ các bạn cũng chưa phải vẽ những cái character mà nó có những cái dáng người nó đa dạng và phong phú. Ví dụ như ở trong truyện tranh hoặc là các bạn đi ký họa ngoài đường thì các bạn có thể thấy là rất là nhiều cái dáng người khác nhau, cao gầy, mập lùn, thấp ốm, quả lê, quả táo, tùm lum tới la hết. Khi mà mình biết thêm những cái này thì mình có thể vẽ thêm nhiều cái dáng người phong phú hơn và làm cho cái nét vẽ của mình nó phong phú đa dạng hơn. Nếu mà mình không vẽ mình biết đến nó cũng sẽ là một cái gì đó rất là hay. Thì mình chỉ chia sẻ với cái góc nhìn là một người đã vẽ và cũng như là một người đã tìm hiểu về những cái body này một chút thôi nha. Thì đó là cái chia sẻ về ý kiến cá nhân của mình. Video hôm nay của mình thì sẽ đây thôi, và mình sẽ hẹn lại các bạn ở video sau của mình nha, vào chủ nhật tuần này. Bye bye.